Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Tinh dầu Thông đỏ Hàn Quốc Edali chính thức được thành lập tại đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 3 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong thời gian dài, song với chất lượng sản phẩm đem lại, công ty đã trở thành đơn vị có uy tín trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ở tuổi gần 70, bà Dương Thị Thảo, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên thường thấy mệt mỏi, đi lại khó khăn và thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám. Năm 2021, được người quen giới thiệu, bà đã tìm hiểu và đến với Trung tâm Tinh dầu Thông đỏ Hưng Yên. Tại đây, bà được tư vấn phương pháp trị liệu kết hợp với sử dụng sản phẩm của công ty. Sau hai liệu trình điều trị, kết quả khiến bà rất hài lòng. Sức khỏe của tôi huyết áp cao, cũng chớm tiểu đường, rồi là thoát vị đĩa đệm, đau đa khớp luôn. Thì tôi dùng tinh dầu thông đỏ kết hợp luôn, là tôi dùng cái collagen này. Tôi thấy trong người tôi rất khỏe, đi khám thì huyết áp bình thường, cái tiểu đường thì hết, xương khớp không thấy đau, ngủ ngon. Mắc căn bệnh mỡ máu cao khiến cuộc sống của ông Đào Kim Oanh, xã Tù Sĩ, huyện Tiên Lữ bị đảo lộn do sức khỏe không ổn định. Điều trị và dùng sản phẩm tinh dầu thông đỏ, đến nay sức khỏe ông Oanh đã được cải thiện. Tiền sử của tôi là bị cách đây khoảng 10 năm, 16 năm rồi. Tôi sử dụng được 4 tháng tinh dầu thông đỏ. Ngay từ tháng đầu tiên là cái mỡ máu của tôi từ 11,2 mà tụt xuống được 6,2. Sau đó là tôi uống 3 tháng xuống còn 3,2, tức là cái mỡ máu của tôi đã giảm ở tỷ lệ bình thường. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ là mô hình độc quyền của tập đoàn Hòa Bình Group, chiết xuất từ 98% lá kim thông Hàn Quốc và 2% vitamin E, có tác dụng thông huyết mạch và hỗ trợ điều trị trong các trường hợp rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, người có nguy cơ đột quỵ, người đái tháo đường và nâng cao thể trạng cho người đang hóa xạ trị. Để hỗ trợ khách hàng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý, công ty đã trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Với sứ mệnh bảo vệ dòng máu sạch người Việt, sau 3 năm thành lập, đã có trên 4.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thăm khám và điều trị với trên 20.000 sản phẩm. Nguyện vọng của chúng tôi là lan tỏa các sản phẩm này đến nhiều gia đình hơn để đẩy lùi được những căn bệnh nguy hiểm. Tới đây chúng tôi kết hợp với những bác sĩ đồng ngành thăm khám và hỗ trợ điều trị cho quý khách hàng. Hiện thị trường có rất nhiều nhãn hiệu tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc khác nhau, khiến người tiêu dùng khó khăn khi lựa chọn. Trung tâm Tinh dầu thông đỏ Hưng Yên khuyên người dùng tìm kiếm những sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có số xác định công bố sản phẩm được bảo hộ bởi những tập đoàn lớn để tránh mua những sản phẩm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, nguy hại cho sức khỏe.